Thanh Hóa, bóng bay phát nổ trong lễ khai giảng khiến nhiều em học sinh bị thương phải đi cấp cứu. Vụ việc nêu trên xảy ra tại trường tiểu học xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa vào sáng ngày hôm nay. Theo ông Đạt, Chủ tịch UBND xã Yên Phú, sáng ngày 5 tháng 9, trường tiểu học Yên Phú tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024 theo quy định. Sau lễ khai giảng là phần thả bóng bay lên trời. Tuy nhiên, có một chùm bóng bay, phụ huynh và nhiều học sinh không thả mà lấy để chơi. Khi đang lấy bóng, do có một phụ huynh hút thuốc lá nên bất ngờ điếu thuốc chạm vào chùm bóng làm nổ liên tiếp 3 quả bóng bay. Do khí trong quả bóng được bơm là khí nitơ nên khi bóng nổ đã phát lửa gây bỏng vùng mặt và người của 7 em học sinh. Các em học sinh bị thương đều là học sinh của trường tiểu học Yên Phú. Các nạn nhân bị thương do vụ nổ bóng bay nhanh chóng được thầy cô giáo phối hợp cùng phụ huynh học sinh và lãnh đạo địa phương đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu và băng bó vết thương. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định xác nhận sự việc nêu trên và cho biết đơn vị đang chỉ đạo nhà trường tập trung chăm lo cho các cháu bị thương và sẽ có báo cáo cụ thể về sự việc nêu trên. Sự việc đáng tiếc xảy ra một lần nữa cảnh báo cho tất cả chúng ta về sự cẩn trọng khi sử dụng các loại bóng bay. Chúc các em học sinh sẽ sớm bình phục sau sự cố này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi trong ngày.